Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học online của trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ. Trước khi đi vào bài mới, thầy có những câu hỏi kiểm tra bài cũ. Câu hỏi thứ nhất, sự gặp nhau cơ bản giữa hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xuyên góc tầng là: phương A, phương chiếu, hệ số biến dạng, hệ trục tọa độ. Phương B là phương chiếu. Phương C, hệ trục tọa độ, hệ số biến dạng. Phương D là hệ số biến dạng. Thì đáp án câu hỏi này đó là đáp án A. Sự gặp nhau cơ bản giữa hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xuyên góc tầng đó là phương chiếu, hệ số biến dạng và hệ trục tọa độ. Câu hỏi số 2. Trong hình chiếu trục đo xuyên góc tầng, kích thước nào của vật thể bị giảm đi một nửa? Phương A, chiều dài. Phương B, chiều rộng. Phương C, chiều cao. Và phương D, chiều rộng và chiều cao. Đáp án câu hỏi này đó là đáp án B. Thì trong hình chiếu trục đo xuyên góc tầng thì chiều rộng của vật thể nó bị giảm đi một nửa. Câu hỏi số 3. Hình chiếu trục đo được vẽ theo mấy bước trên? Phương A, 2. Phương B, 3. Phương C, 4. Và phương D, 5. Đáp án câu hỏi này đó là đáp án B. Hình chiếu trục đo nó được vẽ theo 3 bậc chính. Kể tên các phép chiếu mà em đã được học. Các phép chiếu mà các em đã được học đó là phép chiếu vuông góc. Người ta sử dụng phép chiếu vuông góc để vẽ các hình chiếu vuông góc. Chúng ta đã được học ở bài 2. Phép chiếu thứ hai đó là phép chiếu song song. Người ta sử dụng phép chiếu song song để vẽ hình chiếu trục đo, và chúng ta đã được học ở bài 5. Và phép chiếu thứ ba đó là phép chiếu xuyên tâm. Người ta dùng phép chiếu xuyên tâm để vẽ các loại hình chiếu nào, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 7. Hình chiếu phối cạnh. Chúng ta vào phần thứ nhất, tìm hiểu khái niệm hình chiếu phối cạnh. Đây là hình chiếu phối cạnh của một ngôi nhà. Thì các em hãy quan sát và nhận xét hình biểu diễn của ngôi nhà này như thế nào. Từ đây chúng ta thấy các viên gạch và cửa sổ càng ở xa thì nó càng nhỏ lại. Rồi là các đường thẳng, trong thực tế nó song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình chiếu, thì nó gặp nhau tại một điểm. Thì điểm này người ta gọi đó là điểm tụ. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, tìm hiểu hình chiếu phối cạnh là gì. Để hiểu rõ hơn, thầy giới thiệu em hệ thống xây dựng hình chiếu phối cạnh. Đầu tiên chúng ta có mặt phẳng vật thể. Đây là một cái mặt phẳng nằm ngang và trên đó đặt cái vật thể chúng ta cần quan sát. Điểm nhìn hay là tấm chiếu chính là mắt người quan sát. Mặt tranh nó là một cái mặt phẳng tượng thường thẳng đứng. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn, người ta gọi đó là mặt phẳng tầm mắt. Và giao giữa mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh đó chính là đường chân trời, ký hiệu là TT. Từ điểm nhìn chúng ta quan sát ngôi nhà này, thì trên
mặt trăng, chúng ta sẽ thu được hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà. Từ đó chúng ta có thể khái niệm hình chiếu phối cảnh như sau. Hình chiếu phối cảnh nó là hình biểu diễn mà được xây dựng bằng phản chiếu xuyên tâm. Hình chiếu phối cảnh nó có đặc điểm, nó tạo cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể, giống như khi quan sát trong thực tế. Càng gần thì chúng ta thấy càng lớn, còn càng xa thì chúng ta thấy vật thể nó càng nhỏ lại. Chúng ta đi sang phần 2, tìm hiểu ứng dụng của hình chiếu phối cảnh. Từ hình chiếu phối cảnh, người ta thường đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc hoặc các hình chiếu trục đo trong các bản vẽ, thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các công trình có kích thước lớn như nhà cửa. Cầu đường, đê đập, vân vân. Chúng ta đi sang phần 3 nhỏ, tìm hiểu về phân loại hình chiếu phối cảnh. Thì dựa theo vị trí mặt trăng, người ta phân hình chiếu phối cảnh thành hai loại, đó là hình chiếu phối cảnh một điểm tù và hình chiếu phối cảnh hai điểm tù. Hình chiếu phối cảnh một điểm tù nó nhận được khi mặt trăng nó song song với một mặt của vật thể. Còn hình chiếu phối cảnh hai điểm tù nó nhận được khi mặt trăng nó không song song với một mặt nào của vật thể. Đây là hình chiếu phối cảnh một điểm tù. Còn đây là hình chiếu phối cảnh hai điểm tù. Chúng ta đi sang phần 2 lớn, tìm hiểu về phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh. Ví dụ cho vật thể chữ L, và đây là hai hình chiếu vuông góc của vật thể, còn đây là hình chiếu trục đo của vật thể. Ở bài này thầy chỉ giới thiệu với em các bước vẽ phác hình chiếu phối cảnh một điểm tù, còn đối với hình chiếu phối cảnh hai điểm tù thì các em tự tìm hiểu thêm ở nhà. Thì đối với hình chiếu phối cảnh một điểm tù có các bước sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ đường TT làm đường chân trời. Bước thứ hai, trên đường TT này chúng ta chọn một điểm tù F'. Bước thứ ba, chúng ta sẽ vẽ hình chiếu đứng của vật thể. Bước thứ tư, chúng ta sẽ nối các điểm của hình chiếu đứng với điểm tù. Bước thứ năm, lấy điểm Y' trên tia F' A' để xác định chiều rộng của vật thể. Bước thứ sáu, từ Y' kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình chiếu đứng của vật thể. Bước thứ 7, chúng ta tô đậm các cạnh thấy của vật thể và hoàn thiện hình vẽ phác. Tương tự, thầy sẽ giới thiệu nhanh cho các em các bước vẽ hình chiếu phối cảnh của vật thể có dạng chữ T. Và vẽ đường chân trời, xác định một điểm tù, sau đó vẽ hình chiếu đứng của vật thể, nối các điểm hình chiếu đứng với điểm tù, xác định độ rộng của vật thể, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình chiếu đứng. Sau đó chúng ta sẽ tô đậm các cạnh của vật thể và chúng ta sẽ hoàn thiện được hình chiếu phối cảnh của vật thể có dạng chữ T. Tiếp theo chúng ta sẽ làm các bài tập để củng cố kiến thức ngày hôm nay.
Thì trong các hình trên, hình nào thuộc hình chiếu phối cảnh một điểm tù và hình nào thuộc hình chiếu phối cảnh hai điểm tù? Giờ đây các em quan sát hình số 1. Đây là hình chiếu phối cảnh hai điểm tù. Còn hình số 2 đó là hình chiếu phối cảnh một điểm tù. Hình số 3 đó là hình chiếu phối cảnh hai điểm tù. Hình số 4 đó là hình chiếu phối cảnh hai điểm tù. Hình số 5 đó là hình chiếu phối cảnh một điểm tù. Và hình số 6 cũng là hình chiếu phối cảnh một điểm tù. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em cách vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tù của vật thể cho hình 7.4a sách giáo khoa trang 40. Thì vật thể được cho bởi hai hình chiếu vuông góc như sau. Đầu tiên chúng ta vẽ đường chân trời TT và xác định một điểm tù F phẩy. Vẽ hình chiếu đứng của vật thể. Rồi các điểm hình chiếu đứng với điểm tù F phẩy. Xác định độ rộng của vật thể. Sau đó kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình chiếu đứng. Tô đậm các cạnh thấy của vật thể. Như vậy chúng ta thu được hình chiếu phối cảnh một điểm tù của vật thể. Tương tự các em sẽ về nhà vẽ cho thầy hình chiếu phối cảnh một điểm tù ở hình 7.4b trang 40 sách giáo khoa và làm các câu hỏi trắc nghiệm để trả lời lên trang web của trường. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em và gia đình sức khỏe.